đang đến với chương trình Tần số tình yêu. Kính thưa quý vị, chương trình Tần số tình yêu được Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chương trình sẽ được phát sóng định kỳ vào thứ sáu hàng tuần lúc 21:35 trên kênh HTV7. Quý vị ơi, trong cuộc sống chúng ta thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người, nhiều ngành nghề, nhiều tính cách và nhiều độ tuổi khác nhau, đúng không ạ? Nhưng mà để tìm được một người có cùng tần số cảm xúc với mình á, hơi khó nha chị nha. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà có cái chương trình Tần số tình yêu này, giúp cho các bạn nói mà đau đớn một tí là ế. Những bạn chưa tìm được những tần số phù hợp với mình thì hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm những tần số phù hợp với các bạn. Và ở năm nay có rất nhiều điều đặc biệt với format mới. Đầu tiên thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có một nhân vật chính là một người nam hoặc là một người nữ. Và năm nay thì sẽ có tới 5 khách mời. Và ngày hôm nay á, 5 khách mời của chúng ta sẽ có một nhân vật gọi là người không yêu. Và người không yêu này nhiệm vụ là gì? Sẽ là tạo ấn tượng, thu hút nhân vật chính. Và nếu nhân vật chính cuối cùng chọn cái người không yêu này thì người không yêu sẽ nhận được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Wow, giải thưởng rất là lớn nha. Và đây cũng sẽ là một cái thử thách khó khăn dành cho nhân vật chính. Bởi vì chúng ta nhiều khi tới cuối cùng tưởng là mình đã ghép đôi được một tình yêu thật là đẹp rồi, nhưng mà đâu biết được, đúng không? Vì vậy đó sẽ là một cái ẩn số rất là hấp dẫn trong tần số tình yêu mùa thứ 3 này. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay và đón xem những sự đặc biệt cũng như là hấp dẫn của tần số tình yêu, xin mời chúng ta cùng gặp 5 khách mời ngày hôm nay. Xin mời. Năm người, mỗi phong cách khác nhau. Trinh ơi, có thấy ai đúng cô mình chưa? Thôi, Trinh mắc cỡ rồi, không nói lên lời rồi. Thôi, mời năm bạn về chỗ. Hồi nãy mà năm bạn vừa ra là thấy cười không mà, không nói được câu nào luôn á. Ít ra phải giao lưu với các bạn chứ. Sao vậy? trời ơi, Trinh ơi, hôm nay mình làm MC chứ không phải nhân vật chính nha. Đứng lại vậy chị. Có thiệt, tại vì lâu rồi á, kiểu như là mình thấy các bạn trẻ trung tươi mới, mình thấy thanh xuân quá đó. Cái xong cái mình nhớ lại cái thời mà còn học sinh, mình đi học á, cái kiểu mà một cái người thích mình, cái mình thích người ta, kiểu mối tình học trò đó. Rồi. Cái mình nhớ lại mình mắc cỡ. Mắc cỡ mà hôm nay là mắc cỡ nhân năm, gặp lúc năm người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với năm khách mời. Và đầu tiên xin mời em giới thiệu về bản thân mình. Mình tên là Nguyễn Thịnh Long, nay mình 23 tuổi. Mình là bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y, wow. Ngoài ra thì công việc part time của mình là viết nhạc và làm rapper đó. Wow. Ủa bạn ơi, cho mình hỏi là bạn đã ra trường chưa? Hiện tại mình đang học cao học. Thì hôm nay mình có đem một món quà rất là đặc biệt tặng cho bạn nữ. Để lát nữa mình sẽ bật nữ cho. Ok, còn bây giờ chắc là mình mời bạn thứ hai nha. Dạ, em tên là Trương Xuân Huy ạ. Năm nay em 21 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Bắc Giang. Hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em có một cái sở thích là rap và hát ạ. Thấy giới thiệu là biết là rap liền. Thấy hai người là biết rap rồi đó. Hai người là rap rồi đó. Vậy thì chúng ta sẽ đến với anh chàng thứ ba. Một anh chàng nãy giờ thì rất là lạnh lùng, ít cười ạ. Em tên gì? Thì lời đầu tiên cho phép mình xin gửi đến hai quý MC ở đây cũng như toàn bộ quý khán giả đang theo dõi chương trình Tần số tình yêu một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất ạ. Mình tên là Ngô Đức Hải, mình đến từ Hà Nội. Hiện tại thì mình đang làm một chuyên viên tư vấn kim cương ở một showroom kim cương ở thành phố Hồ Chí Minh. Bình thường là tôi nghe tới vàng bạc là tư vấn là thấy ngầu rồi. Nghe tư vấn kim cương là thích rồi đó. Cô gái ơi, tư vấn kim cương nha, nhớ ghi nha, nhớ đầu nha. Anh Hải kim cương đó, thích rồi đó. Nghe là thấy giàu rồi đó. Mà nó từ trời ơi, hoàng tử đâu đây? Dạ, đầu tiên em xin được chào hai MC cùng với quý vị khán giả. Xin được tự giới thiệu, em tên là Công Minh. Hiện tại em đang là sinh viên của khoa công nghệ thông tin. Đến nay thì em cũng đã đón được 20 cái Tết độc thân rồi. Anh thấy 20 cái Tết độc thân là nghe nó cũng hơi lâu ạ. Dạ, đúng rồi, tổn thương. Cái mẫu người yêu lý tưởng mà bạn nghĩ trong đầu mình sẽ tìm và mình sẽ gặp đó là người đó như thế nào? Dạ, cũng đơn giản lắm. Một cô gái có thể cùng mình chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn của cả hai. Chỉ đơn giản vậy thôi mà nó cũng khó quá. Như lúc đầu Trinh đã nói, mình gặp rất nhiều người, nhưng mà cái người mà cùng tần số với mình nó rất là khó luôn. Vì vậy thôi mình cứ đợi thử coi là nhân vật chính ngày hôm nay với bạn tần số như thế nào với nhau nha. Yes. Bây giờ mình tới người thứ 5, xin mời bạn.
Mình tên là Điền, hiện tại mình là diễn viên. Một cô gái lý tưởng của mình là một cô gái biết nấu ăn, nhỏ nhắn xinh xắn và hiền lành. Nhỏ nhắn xinh xắn thì có thể dễ nha. Yeah. Hiền lành á thì còn tùy vào tình huống. Nếu em làm gì thì người ta giữ lên lúc nào cũng không biết con gái mà. Và anh hy vọng là cô gái ngày hôm nay sẽ hiền lành, đúng ý của còn em. Còn nấu ăn ngon thì nó cũng cũng phụ thuộc vào khẩu vị nữa nha. Chỉ cần biết nấu ăn thôi. Biết dạ, là biết anh rồi. Ấy chịu. Đúng rồi. Còn sau đó anh ấy tính tiếp. Rồi, vậy là chúng ta đã lượt làm quen với năm khách mời, những công việc khác nhau, sở thích khác nhau, và hy vọng nhân vật nữ chính của chúng ta xuất hiện sẽ phù hợp với một trong năm người ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin mời nhân vật chính ạ. Đứng hình hết. Rất là xinh và rất là dễ thương. Cá tính nữa. Lần đầu tiên thì em xin chào anh Chí Thiện và chị Phương Trinh. Và chào năm bạn trai ở đây. Mình là Bích Ngọc. Sorry là hôm nay mình đang tập bài cho nên giọng mình hơi khàn một chút. Thì bình thường cũng khàn vậy á. Bài gì em? Công việc của em là gì? Dạ, em đang học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Và trong cái guồng thi cho nên em tập bài rất là khắc khe, cho nên quá trình giọng của em nó không ổn định. Ngọc trải qua bao nhiêu cái mùa xuân rồi? Nhìn em thì hơi chững chạc nhưng mà thực ra em mới 22 tuổi thôi. Sau khi xem xong món quà mà Ngọc tặng cho năm bạn, các bạn cảm thấy tần số của mình nó là sao rồi? Có lay động được chưa? Nó có một cái sống như thế nào? Bạn ấy có một nụ cười rất là tươi, ốm này, cao này, chỉ cần như vậy là tóc dài nữa. Ngay từ lần đầu gặp á, thì em đã thích người này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thả sóng cảm xúc là ấn tượng đầu tiên của năm bạn dành cho cô gái này như thế nào nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Thấy chưa? Chưa gì hết là thuận buồm xuôi gió, năm người chọn hết. Em cứ lo là không ai chọn em. Đâu em, với một cô gái mà cá tính và ấn tượng như vậy á thì chắc chắn ngay cả anh cũng nhấn là vừa vô hát thiên đường là anh thích rồi. Ngọc ngà châu báu mà em, ai mà chẳng thích đúng không? Nhất là một cô gái xinh đẹp, nhưng mà còn quan trọng là cái tính cách của cô gái này như thế nào. Chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp vòng thứ hai nhé. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Nãy giờ là chúng ta đã có những ấn tượng đầu tiên với nhau rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cô gái. Và ngày hôm nay chúng ta có một cái clip rất là đặc biệt. Năm chàng trai ơi, hãy cùng hướng lên màn hình và chúng ta cùng lắng nghe những lời tâm sự của bạn bè của Bích Ngọc nhé. Em thấy chị Ngọc khá là hòa đồng, dễ tiếp xúc nữa. Với lại coi nhân viên ở trong quán thì như em vậy. Chị Ngọc thường hay nấu ăn cho mọi người ăn và ép ăn nữa. Chị Ngọc của em thì chắc là ế được 20 năm rồi. Chắc là em nghĩ là do tính cách của chị Ngọc. Tại vì lớn rồi nhưng mà vẫn còn hơi kiểu như con nít, như nhõng nhẽo hay bánh bèo lắm. Với lại tính khí thì thay đổi thất thường. Mong sẽ có được anh nào hốt liền giùm em. Bình thường chị dịu dàng lắm, không có giống đàn ông lắm. Chị Ngọc rất giỏi, ngoài chơi sữa chị còn bán thêm chân gà nữa. Mong anh nào hốt chị lẹ lên, chứ chị ở ngoài chơi dữ lắm. Đó, đây là cái lời nhận xét của nhân viên về cái chị chủ của mình. Cái công việc của em ở đây là gì? Dạ, em hợp tác bán quán trà sữa. Cũng giỏi nha. Cái chỗ mà trà sữa hẻm này là Thiện đã có uống rồi. Thiện đã có uống rồi, tại vì được cái bạn trợ lý của Thiện á giới thiệu là ở đây bán nước ngon lắm. Wow. Trà vải, trà đào gì á. Em bán trà đào hả? Dạ, bán trà đào, trà sữa ạ. Em có thể mời anh một cốc trà đào được không? Tiền cho anh hỏi nói vào tim em. Tiền cho anh hỏi nói vào tim em. Tiền cho anh hỏi nói vào tim em. Ôi ô. Em ơi, một cốc trà đào tiện cho anh hỏi đường vào tim em. Ghê ghê, làm thơ luôn. Em có hay nấu ăn không? Dạ em hay nấu ăn. Em thích nhất là món gì? Dạ món gì em cũng thích. Món gì em hay nấu nhất? Món em hay nấu nhất là món gà. Gà hả? Dạ. Anh đang cần gà lắm á. Anh tập gym á. Gym mà luôn. Người đàn ông của gia đình rồi, thế nên cái việc mà nấu ăn hay nội trợ thì chỉ biết một xíu thôi.
các bạn không cần biết nhiều. Đó, đấy là gu bạn gái của mình. Bắt đầu thấy thả thính, thả thai. Rồi, bốn chàng trai còn lại ơi, chúng ta hãy cùng nhau thể hiện bản lĩnh của mình đi nào. À, bạn đẹp quá, em nhìn. À, em đã nhìn không hả? Nhìn không anh. Lúc nãy giờ trông chờ ánh mắt bạn ấy nhìn vào em mà không có. Em nghĩ sao về một đời người đàn ông cũng thích nấu ăn giống như em? Đó cũng là một cái hay, tại vì người đàn ông có thể nấu ăn cho mình ăn lúc mình đi làm công việc mệt mỏi về thì em thấy cũng rất là dễ thương. Ngọc ơi, Ngọc, em có muốn hỏi ai không? Đúng rồi, không muốn hỏi ai. Vậy thì em hỏi anh Hải Kim Cương. Anh Hải Kim Cương à? Hồi nãy nghe giới thiệu là thấy ấn tượng rồi đúng không? Sau chương trình này chắc có một biệt danh mới quá. Anh là người miền Bắc anh. Anh là người Hà Nội. Chắc Hà Nội không vội được đâu. Chết rồi. Sao vậy? Sao chết? Em đã thích... Gu của em hả? Thích giọng Hà Nội. Hà Nội. Tại vì bình thường nếu như mà em giới thiệu em ở Hà Nội á thì các bạn gái thường sẽ nói là đấy, chà Hà Nội đấy, nghìn năm văn vở đấy. Nên là em hơi bất ngờ khi mà phản ứng của bạn gái, bạn ấy cũng thích một con trai Hà Nội. Đó. Cho phép anh hỏi Ngọc một câu đúng không? Dạ. Ngọc có biết tại sao người ta khen hoa đẹp không? Dạ không. Tại vì người ta chưa gặp Ngọc đấy. Rồi, cái câu này là Hải đã chuẩn bị từ rất lâu rồi và hôm nay gặp đúng đối tượng, thế là quăng thính luôn. Em có một câu em mới nghĩ ra, em muốn tặng cho bạn Ngọc. Ngày còn cắp sách tới trường là ngày đó còn thích học, ngồi cười tiếp mắt với tường là ngày đó thân thích Ngọc. Trời ơi, gieo vần luôn. Trời ơi, dở hoài, khách mời của tôi là tài năng đầy mình. Thả thính bằng rap mới chịu. Chứng tỏ là Ngọc cũng tạo một cái tần số mà làm cho các chàng trai đây kiểu nóng lên, cái lượng adrenaline tăng cao và làm cho trí óc trở nên thông minh và nhạy bén hơn. Ngọc có vẻ thích rap nha. Ngọc có bao giờ diễn rap ở sân khấu hip hop chưa? Dạ chưa. Đây là sân khấu đầu tiên em thể hiện rap luôn. À, thì cái phần rap vừa rồi của Ngọc là mình ấn tượng lắm. Cái vẻ đẹp của Ngọc á, nó như là tháp Eiffel của Paris vậy. Tại vì tình yêu của tôi dành cho Ngọc sẽ là hợp pháp. Wow. Trong rap gọi là punchline á, một phát chết ngay á. Cho anh hỏi bạn này à. Bạn Điền đúng không? Dạ. Điền đang học cái gì? Điền đang học gì? Anh học xong rồi, anh học diễn viên. Đầu sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Đó, khóa trên em. Dạ, khóa tiền trên em. Vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Đó, trời, thấy dễ chưa? Dễ thương quá. Người ta trông chờ nãy giờ, cái hỏi con câu, cái xong định nhìn qua người khác. Vậy thôi hả? Hỏi tiếp đi. Vậy à, cho em hỏi là Nam Anh ở đây á, có ngại khi quen một người con gái giọng trầm như em không? Giọng nào cũng được. Ba người kia sao cười không vậy sao? Tại vì khi em giao tiếp cho mọi người á, người ta chỉ muốn làm bạn với em thôi. Dạ. Yeah. Tại sao? Cái giọng của em giống con trai quá. Không nha mọi người. Em xin đính chính, viên ngọc của em ngày hôm nay là nữ giới. Dạ. Yeah. Dạ. Và cô ấy đang tuổi thanh xuân rạng ngời nha mọi người nha. Xin mời viên ngọc. Tại vì thật ra do cô ấy bán trà sữa, bình thường bán trà sữa ở ngoài là hai ly trà sữa, ba ly trà sữa là riết nguyên một ngày, thì cái giọng nó lâu ngày nó bị vậy thôi. Sau này từ từ cô ấy được dưỡng giọng, được lo lắng thì chắc chắn sẽ mượt mà thôi, đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Trời ơi, bây giờ như này, hồi nãy á, là lúc đầu á, trong năm bạn khách mời ở đây thì có một bạn có một cái món quà đặc biệt để gửi tặng cho nhân vật chính, nhưng mà còn dám lại, còn giấu. Thôi thì đã công khai rồi thì phải tặng luôn. Mình có một bài nhạc rất là dễ thương thôi, thì tặng cho Ngọc. Khi mà trời cho anh cơ hội lựa lại một lần nữa, thì anh sẽ nói với cô gái đó ba chữ này: anh yêu em. Anh yêu em. Tại câu nói cô khiến mình thay đổi, cô khiến bằng môi ấm mềm, ngày chỉ còn chân nói nhớ vô tư. Tại câu nói của anh em còn cù tôi, cô khiến tình yêu lúc xưa trên tình nhau, mai đi xa để lại đây. Phải là muốn nói và câu nói có làm em lung lay, liệu nơi xa đó em có biết tình cảm này. Người ta hỏi anh yêu em sao đúng vậy, tình cảm của chúng mình như smartphone đấy, cũng chỉ vì một cái chạm nhẹ ngón tay. Em có tin vào tình yêu sẽ đánh không? Em có tin rằng cuộc sống này màu hồng, tình cảm này sẽ lên nhanh cứ như là thánh gióng, chỉ cần em đồng ý ký giấy lên phù nhớ là xong. That's why. Anh như thằng khờ hay giả ngơ, chỉ vì cái cớ là anh hay đến trễ giờ. Anh không...
không ngại khoảng cách dài hay ngắn, quan trọng là có em mình cùng đi về cơ. Ta sẽ dạo quanh Đà Lạt phố, nắm tay qua bao nhiêu con đường nhỏ, tránh xa thành thị náo nhiệt này chợt chỗ, cùng ngắm hoàng hôn trước khi về giường to. Và yêu em thật là lâu, anh đã chờ em qua bao nhiêu năm tháng dài. Vài câu mông đùa sẽ không làm ta xa nhau, hứa luôn thả tim khi thấy em đang trạng thái. Bác sĩ của em là có 102, em là cô giáo dạy anh cách trưởng thành. Lấp đầy con tim này còn đang trống trải, kéo dài cảm giác yêu này hơn cả vài lý trường thành. Thảo nào anh cứ như là lạc trong động mơ, não này mơ hồ như đang mất đi động cơ. Góc em trong khung cảnh rất là đáng nhớ, anh đã lọt vô khung ảnh của em mới đáng sợ. Này là có 102 nha. Bác sĩ của em cái bài này là em viết lời rap luôn hay sao? Dạ vâng, bài này là một ca khúc em tự viết ạ. Wow. Hay quá. Cái lời anh nghe được cũng rất là hay. Long mang quà ra rồi, còn ai có tiệc chiêu gì xuất ra liền đi. Em có gì nè? Em muốn rap một đoạn ngắn, một bài em tự viết dành cho rap luôn. Wow. Trời ơi. Em rap chay luôn nha, không cần beat. Rap chay luôn không cần beat. Xin mời Huy. Anh là Huy, họ là Trương, đệm là Xuân, nhà anh ở Tít, Bắc Giang. Sao em đi đường này mà anh nhìn thấy chỉ thích cắt ngang. Bắc thang lên hỏi ông trời, cái đồ mê gái có chùa được không? Ông trời ông bảo là không có người chùa được, nhưng không phải mày. Nay anh đi học đường này và vô tình gặp em ở đây. Em học trường nào, em có thể cho anh xin nick face. Hey, này em mới quê đâu á, mà nhìn em này xinh quá. Trường anh này cho tan sớm, về cùng anh cho vui nhá. Anh sinh viên bách khoa, hết kỳ một năm nhất là tốt nghiệp. Nói gì thì nói, cái trình của anh nó cứ với gọi là bất diệt. Học không giỏi khối CD nên hơi bê bết, cơ mà khối A thì anh đi xin cân hết. Anh thích khối A vì nó có toán lý hóa, bài tập thì rất giống em vì nó khó tính quá. Nhưng anh thích cái khó vì cái khó lại là cái khôn. Hồi nhỏ thích trời mưa gió vì được nghe nước hương lên mái tôn. Anh là trai ngoan chính hiệu đấy, trong người chẳng có methanol. Xe này anh mua 9 triệu đấy, em ngồi thử có mê anh hơn. Yeah. Nhìn bề ngoài bộ anh bad boy, yêu anh đi dễ thương quá trời. Nhìn bề ngoài bộ anh bad boy, yêu anh đi dễ thương quá trời. Yeah. Yeah. Anh không học giỏi văn, nhưng anh học giỏi hóa. Em luôn thích được hỏi thăm vào những lúc mà mệt mỏi quá. Ok ok anh tới liền, ok ok anh tới ngay. Ok ok em muốn gì, anh mua cho em cái bánh mì. Ok ok em muốn gì, anh mua cho em lon Pepsi. Uống một cái là mê ly. Huy ơi, cái bài rap đó em viết trong bao lâu? Hơn một ngày. Huy ơi. Dạ. Cái bạn thú bông cầm nãy giờ đó, nó đang cần tìm tới cái chị chủ của nó đó. Bạn hãy làm đúng mục đích của nó đi nè. Hồi nãy bé có bông này nói với em bảo là: anh ơi, mang em đến với chị Ngọc đi. Nó nói thầm với em thế. Nên là bây giờ em sẽ mang đến cho bạn Ngọc. Trước khi từ đây đến quận kia thì nó sẽ hát một bài ngắn thôi nha. Sao bây giờ các bạn trẻ dễ thương quá vậy? Tần số tình yêu, tần số tình yêu em có bao nhiêu? Tần số tình yêu, tần số tình yêu em có bao nhiêu? Hôm nay anh tới đây để đưa em về nhà với anh. Em ơi quên đi bao nhiêu câu thề để về nhà với anh. Mình về nhà cùng nhau nha, đừng ngại ngùng, em ngồi ở sau xe, anh sẽ đưa em về nhà. Em về nhà cùng anh nha, cùng nhau thức đến tận canh ba. Anh sẽ nghe em sẽ chia những điều bấy lâu. Về nhà cùng anh nha. Trời, trời ơi. Ở Huy á thì có tính trẻ con, vui tươi và có sự chân thành ở đó. Điền ơi, Điền ơi. Dạ. Không biết là trong tình cảm thì Điền là một người đàn ông như thế nào ta? Em thì hơi nóng tính chút xíu. Em đã thất tình chưa? Dạ rồi. Khi thất tình thì em làm gì ạ? Lúc đó thì em thường sẽ chạy xe đi lòng vòng. Một mình hay với bạn bè? Em sợ cái cảm giác mình đang tiêu cực á, mình sẽ ảnh hưởng đến người ta. Khi mà ở một mình á thì mình sẽ dễ suy nghĩ hơn là có một người nó tác động vô mình á.
Em cũng giống như bạn Điền cũng vậy. Lúc em buồn thì em hay đi một mình và em khóc, giải tỏa nỗi buồn của em. Còn Hải, khi mà mình yêu mà yêu say đắm á, thì mình sẽ trở thành một người như thế nào? Với Hải thì mình có thể đến với người mình bất kỳ khung giờ nào, bất kỳ lúc nào. Bất kỳ ở đâu luôn? Dạ đúng rồi. Bạn giống em luôn. Em thích người ta, em cũng cuồng nhiệt như vậy á. Nhưng mà em chưa được trải nghiệm, tại vì em chưa có người yêu. Em thử tưởng tượng nếu mà... Tưởng tượng luôn. Một cái tình tự yêu tưởng như vậy sẽ như thế nào? Anh nghĩ là em không cần tưởng tượng đâu. Em về với anh đi, anh sẽ cho em cả trải nghiệm. Rồi. Tại vì tính của em á, là đụng chuyện là em không biết giải tỏa như thế nào, em chỉ biết khóc thôi. Anh có nghĩ như thế nào về tính cách đó? Cũng chia sẻ với mọi người, đấy là Hải là một người rất sợ nước mắt con gái. Khi mà nhìn thấy con gái khóc, mình có cảm giác như mình đang làm thì có lỗi với họ vậy. Và mình rất là dối, mình không biết dỗ dành thế nào cả. Còn với người yêu của mình, khi mà người yêu mình khóc thì Hải sẽ là người bên cạnh người yêu mình. Thì khi mà người kia gục ngã thì sẽ có người còn lại để đỡ lên. Không biết là Hải trải qua bao nhiêu mối tình rồi mà nó có vẻ như là nhiều kinh nghiệm ghê luôn nha. Thực ra thì cũng 2-3 mối tình thôi. Khi mà xác định tiến tới tình yêu thì Hải luôn luôn đặt một cái tiêu chí, đó là chung thủy. Và mình sẽ luôn yêu hết lòng. Em muốn hỏi bạn Long là bạn rất thích động vật, cho nên bạn mới học cái thú y đúng không ạ? Đúng rồi. Em cũng rất thích động vật. Vậy thì bác sĩ ơi, không biết là cái điều điên rồ nhất trong tình yêu của bác sĩ là gì? Mình cho người yêu hiện tại mình quay lại với người cũ. Cho người yêu hiện tại quay lại với người yêu cũ là cả hai chia tay hay là tại sao? Chị kiểu đó là bạn ấy chưa có rõ cái tình cảm của hiện tại với cái người cũ ấy. Thì mình cứ ok, em cứ đi về với người cũ đi, rồi xem coi là anh ấy đối xử với em có đúng với những cái mà anh đang làm hiện tại không. Rồi sau đó? Sau đó thì cô đi nước ngoài. Mất bồ luôn. Mất bồ luôn. Một pha xử lý rất lắc léo. Và sau pha xử lý ấy thì cô ấy đi theo người yêu cũ luôn. Đó là sự rộng lượng của một người bác sĩ mà. Cái vấn đề là tại vì mình giữ trái tim của người đó mới là quan trọng, không phải là giữ thể xác. Và bác sĩ là một người rất là lý trí. Mình ấn tượng với một người phụ nữ như thế nào vậy Long? Sẵn hỏi luôn nè. Cô ấy thì cần biết lắng nghe thôi. Và hiểu những cái cách mình đang làm. Có thể là mình không lãng mạn người ta, nhưng mà những cái mình làm là mình sẽ thể hiện ra hết. Em có nhiều tính cách trong người lắm. Đôi lúc thì em rất là cọc. Em đụng chuyện là em cọc liền. Và nhưng mà sau đó thì em suy nghĩ lại là mình sai rồi. Thì không biết là anh có thể chịu được tính hay cọc giống em không? Cọc bất chấp luôn á. Khi mà em cọc em có đánh không? Dạ. Đánh cầu không? Dạ không. Vậy tính ra thì Ngọc vẫn còn dễ thương khách hàng của mình. Đúng rồi. Hay. Em khó cỡ nào thì anh vẫn chịu được. Đúng rồi. Nãy giờ thì thấy vẫn còn một người muốn thể hiện thêm các cá tính của mình rồi. Ngọc có muốn hỏi Huy điều gì không? Không biết Huy nghĩ thế nào về tình yêu và trong tình yêu á. Kiểu như là giận nhau một câu chuyện gì đó, muốn giải quyết liền hay là mình bỏ đi một nơi khác xong rồi mới giải quyết. Đó. Cách giải quyết khi mà có một mâu thuẫn trong tình yêu của em sẽ hay là gì? Hay đó nha, câu hỏi này hay đó nha. Khi mà Ngọc giận Huy ấy, Huy sẽ cho Ngọc trải qua cái khoảng thời gian tức giận đấy. Rồi lúc nào Ngọc bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện lại với nhau. Và từ nay Ngọc không cần phải khóc đâu, bởi vì là yêu Huy thì vui lắm, cười suốt ngày rồi. Anh có ba điều muốn nói với em. Thứ nhất là nếu như mà em có cọc tính á thì mình sẽ cọc chung. Bởi vì quan điểm của anh là cảm xúc của mình lúc nào mình cứ bộc lộ lúc đó đi, đừng có giấu đi. Chính vì cái giấu đi á, nó sẽ rất khó giải quyết sau này. Điều thứ hai đó là anh đã chuẩn bị một chàng trai tươm tất, một trái tim gọn gàng để có thể mời em bước vào. Và điều thứ ba, anh biết là em thích rap, anh không phải là rapper, anh cũng không phải là nhà thơ. Nhưng nếu được, anh muốn là chàng trai nắm tay em đến những góc phố mộng mơ. Rồi câu này là đảm bảo là mới sáng tác luôn đúng không? Tôi thích cái câu này, tôi thích cái câu một chàng trai tươm tất và một trái tim gọn gàng. Gọn gàng. Tức là bao nhiêu mà nhánh cây, nhánh nghiệp mà gần là tôi chặt hết rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nè, nãy giờ em đừng có say quá nha. Nhắc em nhớ là 5 người này, trong đó sẽ có một người không yêu. Nếu em chọn cái người không yêu đó về chung với em á, thì người không yêu đó sẽ được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Tỉnh táo lên em à. Ngọc có lo không? Nãy giờ em có nhắm ai là cái người đó không? Em sợ bị em bị hụt hẫng. Đúng. Bạn ấy là một người khá là dễ tính và không nóng tính quá. Anh đã chờ đợi em 20 năm rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tới thời gian thả sóng cảm xúc. Xin mời 5 chàng trai hãy suy nghĩ thật kỹ là tần số này có phù hợp với mình hay không. Và bây giờ thời gian để các bạn có thể thả sóng cảm xúc bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời. Wow. Mình đến chương trình tần số tình yêu.
để tìm kiếm tình yêu đích thực. Chắc chắn trong đầu của mọi người đã có những suy nghĩ cho mình. Vậy còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ đến với vòng 3. Nhưng trước khi đến vòng 3, chúng ta sẽ nghỉ với Lao trong ít phút nhé. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Và đến với vòng 3 này thì chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một trò chơi nho nhỏ thôi. Trò chơi này sẽ liên quan đến cái máy ảnh này. Và bây giờ chúng ta sẽ có những cái gọi là tạo dáng, những cái tạo dáng khác nhau. Mỗi bạn sẽ cùng nhân vật chính của chúng ta tạo những cái dáng rất là độc đáo. Và để thể hiện xem là hai bạn có đồng điệu hay không. Ai là người giơ tay trước sẽ được chụp hình với Ngọc trước nha. Đầu tiên nha, 1 2 3 Rồi. Rồi Hải quá nhanh, xin mời Hải lên sân khấu. Đó, người ta nói Hà Nội không vội được đâu, nhưng mà đây 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 là người rất vội nha mọi người nha. Anh ấy không té, anh ấy giả bộ té. Bởi vì là lỡ bóp phải cái sự xinh đẹp này. À, rất là hợp đó, tính rồi đó. Xin mời tấm hình đầu tiên dành cho Hải. Wow. Cái hình ảnh là lúc mới yêu nè. Đó. Rồi bây giờ Thiền sẽ là người chụp nha. Xin mời hai bạn. Yeah. Mình phải nhấc gót chân lên đúng không? Chuẩn bị nha. 3 2 1 nhớ giữ nha. Đây. Đây là lúc mới yêu của hai bạn. Đây, Trinh sẽ chờ cho tấm hình này nó hiện lên và mình rồi, thấy được. Trong thời gian chờ chúng ta sẽ đến tạo dáng thứ hai tấm luôn. Tấm hình thứ hai là lúc yêu nhau một thời gian rồi. Trời. Anh đây hơi nhạy cảm nha. Trời. Đây, okay. Một thanh sô-cô-la dài dài như thế này đó. Để cho cả hai bờ môi không chạm vào nhau. Khi nào sẵn sàng thì nói anh nha. Ủa, ngậm như nào vậy? Một, hai, ba. Giữ lâu lâu nè mọi người, giữ lâu lâu nha. Em lên trên đến tới 5 giây nha. Một, hai, ba. Hãy nhìn mốt nha đi nào. Rồi, ok. Lúc đầu chương trình coi màn ảnh ở trong phòng và bước ra ngoài thì em thấy kiểu như là anh tới đây không phải mục đích là tìm người yêu. Trời ơi, Thiền chụp cũng đẹp lắm chứ bộ. Đây. Rất dễ thương. Đó, đây. Nãy giờ là ở trên này vui lắm, bốn người kia nhột lắm rồi. Mời em về vị trí của mình, đợi bạn tiếp theo ạ. Cảm ơn Hải nhiều lắm. Rồi, tiếp theo sẽ là ai đây? Điền đi ha, mời em. Và đây là tấm hình mà hai bạn phải thực hiện cho giống để chúng tôi có thể chụp hình cho hai bạn ạ. Xin mời. Trời ơi, cái này là mới yêu nha mọi người, đang là sập sình đi chơi với nhau. Em màu cam cho, em màu cam cho. Rồi, bạn nữ dẫn bằng nam tay nha. Tay trái tay phải nó cũng phải đúng đó nha. Cái này gọi là cái lớp học mà là diễn xuất về cơ thể nè. Đúng rồi. Trời ơi, chỉnh giùm cho rồi, nhau. Rồi, hai bạn ghét phép chuẩn bị nha. Mình có 5 giây bắt đầu nha. 1, 2, 3, 4, 5. Xin mời Chí Thiện. Rồi, bức ảnh chúng tôi đã xong. Đây, quá dễ với các bạn đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tới cái này mới hấp dẫn nè. Cái này mới là đang trông đợi nè. Đạo dáng thứ hai nè. Xin mời. Cổng nhẹ trên lưng nha mọi người. Rất là Hàn Quốc cổng nha. Cổng nhẹ trên lưng. Xin mời Điền. Bây giờ em cổng cho. Cổng cho. Em được luôn em. Trời ơi. Đó là cá tính của nhân vật chính của chúng tôi. Thưa mọi người, chúng tôi tôn trọng điều đó nha. Thử nha. Cứ thoải mái nè em. Đây là người phụ nữ. Trời ơi. Anh chụp luôn nha. Trời ơi, quá dữ rồi Ngọc ơi. Rồi xong. Rất mạnh mẽ nha mọi người. Có một sự mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Ừ, cá tính nhất định. Cá tính. Nói giờ em chưa có được yêu cho nên được hai người gần với nhau em thấy rung động. Và đây là cái khoảnh khắc mà cô gái nhỏ nhắn của chúng tôi trở nên rất mạnh mẽ. Xin mời cảm bạn Điền giữ bức hình này. Tiếp theo sẽ là Minh đi ha. Nãy giờ.
Nãy giờ là một nước mắt sau hai nụ cười đấy anh. Người trên này cười, ở dưới em khóc. Đâu, ở dưới rồi em thấy làm sao? Nuốt ngược nước mắt luôn. Nuốt ngược luôn. Đúng rồi. Vào trong. Đau đớn. Đầu. Nhân vật chính của tôi mà sao mọi người làm gì làm quá vậy? Trời ơi, dễ thương quá. Dậm luôn rồi. Ê, vui rồi anh, vui rồi. Vui rồi. Nãy giờ tôi thấy... chạm nhẹ vui rồi. Nãy giờ thấy nhân vật nữ của tôi á, cũng thả dữ lắm nha, chứ không phải hiền đâu nha, gặp ai cũng thả ha. Bây giờ sẽ đến cái hình tạo dáng đầu tiên dành cho xin hai bạn. Xin mời. Rồi bây giờ ai sẽ là người đứng và ai sẽ là người quỳ xuống? Em đã là em đứng chờ. Đúng rồi. Rồi ok. Không, okay. Công vậy chưa đủ, công xuống nữa. Xuống luôn. Công xuống ở quan. Đúng rồi. 1 2 3. Rồi. Nãy giờ thì hai bạn kia là một là cổng rồi, hai là ăn sô cô la rồi. Và đây là hình tạo dáng của em. À, sửa cravat. Ôi trời ơi. Bây giờ là sẽ là trao ánh mắt nhìn nhau. Em mình chơi lớn đi. Em dùng cravat đi. Anh mà giống được bạn nữ kia mà em giống được bạn nam kia mới hay nha. Dạ anh thắc kiên nha. Đúng rồi. Giống rồi đó. Hai người nhìn nhau. Một hai cách người nhìn nhau nha. Đầy trìu mến. Rồi 3 2 1. Em à, ông trời đã bảo với anh rằng ngày hôm nay chắc chắn anh sẽ gặp được chân ái. Vậy là sao? Chúng ta đã hoàn thành xong hai tấm hình. Hai đứa thì mỗi đứa một tấm, ít nhất cũng là kỷ niệm. Dạ. Chưa gì là chúng ta có kỷ niệm rồi, anh nghe anh sợ quá. Kỷ niệm ngày cưới chẳng hạn. Dạ, hai wow. Tự tin vậy là được. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Minh. Tiếp theo, xin mời Huy. Nãy giờ cái anh này là cái anh mà gọi là nho nhất từ đầu đến giờ, mà để cho anh ngồi yên nãy giờ. Sao, có đau tim không? Dạ có, em thấy ghen tị ạ. Em ghen tị đúng không? Dạ vâng ạ. Lại trời, cho một cái gì đó để mấy người kia ghen tị lại chơi. Xin mời. Mọi người ghen tị với em lắm. Cái hình này khó nè. Dễ thương nè. Ngọc sẽ là bạn nữ bạn máy cam nha. Còn Huy sẽ là người xuống đây. Rồi. Giữ thẳng người nha. Ok, nhà ở nhà có hết đất không em? Dạ không ạ. Không hết đất, thôi vậy anh ráng anh chụp lại lẹ. Chọn khung đó. Rồi, 1, 2, 3. Rồi. Ok, đã có okay, hình. Ok, ok. Trong lúc đợi bức hình hiện ra thì chúng ta cùng nhau hướng lên màn hình để xem có là động tác thứ hai mà hai bạn phải thực hiện nó sẽ gần gũi nhau như thế nào. Xin mời. Một cái ôm là tình cảm. Dựa vào bờ vai vững chãi của anh ấy đi ạ. Một cái chỉ rất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà nặng rung lắm. 3, 2, 1. Rồi, quá dễ thương. Ôi, thẳng quá nè. Tạo dáng rất là thẳng, rất là đẹp. Rất là vừa khung hình. Mà phải một tràng pháo tay dành cho photographer chúng ta. Cảm ơn mọi người. Chập đổ mồ hôi luôn mọi người ơi. Cảm ơn mọi người. Tôi đổ mồ hôi thì tôi cũng không giống như là Long. Nãy giờ, hồi nãy Long từ một trạng thái rất là cười rất tươi. Bây giờ mặt hơi quầu. Sao vậy? Tới được em rồi đó. Tới rồi, em lên tới đi. Rồi Long ơi. Tới rồi Long ơi, xin mời Long. Thời tới rồi em ơi. Rồi, bây giờ sẽ là tạo dáng của hai bạn. À. Trái tim. À, cái này là trái tim lớn, rất đơn giản. Trái tim lớn nha. Rồi, 3, 2, 1. Wow. Tấm hình này quá dễ thương luôn, tại một trái tim quá dễ thương luôn hai bạn ơi. Có thấy đủ gần chưa Long? Chưa. Chưa đúng không? Đúng. Bây giờ để coi lần cuối cùng này tấm hình nó sẽ gần gũi và nó sẽ làm mối tình trải qua bao nhiêu thời gian rồi ha. Đó. Ok. Đó. Hợp lý. Tóc, bút tay rồi nha. Vậy, rồi vô. Khoan nha. Rồi. Đang trong mái tóc. Long đang trong mái tóc. Ngón tay mình đang trong mái tóc. Đúng rồi, đó. Tôi thấy giống như là đó. Trời ơi. Mặt rồi. Mình rất cần có một bạn nữ có thể quan tâm và chia sẻ những cái cảm xúc của mình ngoài cuộc sống bình thường. Cảm xúc của Ngọc như thế nào sau khi mà trải qua những cái sự nên gần gũi hơn với các bạn? Sau 10 tấm hình em đã chụp tới cái 5 bạn trai ở đây thì em thấy hơi rung động. Dạ, hồi như cái chương trình này có sớm hơn là nhiều người ế thác ế lắm. Thôi bây giờ mình nói nhiều mình cũng không có thể nào nói bằng cái lời nói của trái tim đâu. Đúng không? Thôi thì Ngọc ơi, tới lúc mình phải quay lưng lại rồi. 5 chàng trai của chúng ta sẽ là một cơ hội cuối cùng để mình thả cái tần số trái tim của mình đối với Ngọc. Xin mời thời gian dành cho 5 chàng trai của chúng ta nha. 5 4 3 2 1. Mình ở trong này có một mình nên là mình cảm thấy rằng là khá là trống vắng và cô đơn. Hôm nay mình đến đây để tìm một người có thể lắng nghe những câu chuyện của mình.
ở cái vòng này á, thì chỉ những người đã thả sóng cảm xúc ngay cả 3 lần thì mới có thể gọi được cho Ngọc. Và không biết có bao nhiêu cuộc gọi Ngọc sẽ nhận được đây. Và đây chính là cuộc gọi kết nối tần số tình yêu giữa chàng trai và cô gái Bích Ngọc của chúng ta. Để xem ai sẽ là người gọi đầu trước đây. Rồi bắt máy coi người đó là ai. Alo. Alo Ngọc à. Ngọc nè. Bây giờ mình rất là run. Những cái hành động của Ngọc và những cái điều mà Ngọc thể hiện đã làm cho Huy cảm thấy rất là rung động. Như việc mà Ngọc đỡ Huy dậy hay là Ngọc lau một vết bẩn trên áo Huy. Và những điều mà Ngọc chia sẻ thì làm Huy có một cái suy nghĩ rất là đặc biệt về Ngọc. Và Huy mong rằng là sau cuộc gọi này Ngọc có thể cảm nhận được những điều mà Huy muốn gửi tới Ngọc. Cảm ơn Ngọc rất nhiều. Về cùng Huy nhé. Tiếp theo sẽ là chàng trai nào đây. Xin mời. Alo. Alo. Chào Điền. Đừng có dừng nói với anh không? Em cũng ngại quá. Anh cũng vậy á, anh cũng biết nói gì nữa. Nhưng mà nếu mà nói trước mặt em thì anh sẽ thích hơn là nói qua điện thoại. Cảm ơn em đã nghe máy nha. Tại vì lúc gọi điện cho em anh cũng run lắm, không biết nói gì nữa. Dạ, cảm ơn anh Điền. Cảm ơn em. Tôi có cảm giác giống như là hai ngày gọi và xung quanh không có ai cả, rất là ngọt ngào. Cảm ơn Ngọc vì đã bắt máy của anh. Từ đầu chương trình đến giờ thì anh khá là ấn tượng nhiều thứ về Ngọc, về cái tính cách của em. Anh có thể nhìn thấy được cái tâm hồn của em không thực sự mạnh mẽ như vậy. Vì thế anh muốn anh sẽ là người lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em. Em hãy dùng những cái cảm xúc thật, cái tính cách thật của em để tiếp xúc với anh. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn anh. Tiếp theo sẽ là ai đây? Dạ, alo. Alo. Anh chào em. Dạ anh chào anh. Lúc nãy anh có gọi em 3 lần mà lần nào cũng máy bận hết á. Nhưng mà không sao. Trời ơi, đẹp trai không bằng trai mặt mà anh kiên trì lắm. Gọi đến lần thứ 4. Hay đó. Chưa phải lần thứ 5 là được rồi. Đúng. Từ lúc nãy tới giờ anh đếm được là anh gặp được ánh mắt của em là 2 lần. Nhưng mà anh chờ là từ đầu chương trình đến giờ đó. Nhưng mà thôi không sao, 2 lần là quá đủ rồi. Vì nó là số nhiều mà. Anh xin lỗi vì anh biểu đạt cái tình cảm của mình nó sẽ không được tốt như 4 bạn còn lại. Vì bình thường anh nói chuyện với cái máy tính không à. Anh mong là nếu được anh sẽ là người lắng nghe những câu chuyện mà em rất muốn kể nhưng không có ai để kể. Nếu được thì chúng ta sẽ cùng xây dựng tình đầu với nhau. Em cảm ơn anh. Anh cũng cảm ơn em. Cảm giác sao ta? Có hơi một chút gì đó đang diễn một chút. Còn bây giờ, còn một người. Mình đợi trong 5 giây nha. 5 giây cuối cùng ạ. 5 4 3 2 1 hết giờ. Vậy là chúng ta có 4 cuộc gọi dành cho Bích Ngọc. Xin mời Ngọc quay lại. Các chàng trai đã gọi cho Ngọc rồi đúng không? Nhưng mà quyết định thì vẫn là ở cô gái của chúng tôi mà. Vì vậy cái cuộc gọi hồi đáp của tần số tình yêu mới là quan trọng. Điện thoại của chàng trai nào trong 5 chàng trai ngồi trên sân khấu sẽ rung lên. Xin mời. Liệu từ đầu chương trình tới giờ thì chàng trai nào đã làm cho Ngọc cảm thấy rung động cả về sự kết nối giữa tâm hồn, kể cả sự chia sẻ về tính cách? Anh nghe nè. Hả? Anh chào em. Anh chào em. Đứng ở đó thôi. Em thấy bị trống rỗng trong đầu. Trong cuộc sống thì nhiều lúc em gặp nhiều chuyện buồn. Em phải cố tạo ra mình mạnh mẽ. Em cần một người để có thể che chở cho em và có thể lắng nghe những điều em nói, những cái thất bại trong cuộc sống của mình. Cho em hỏi tại sao anh thích em được không ạ? Đầu tiên là anh cảm ơn Ngọc đã chọn anh. Anh nhìn thấy trong ánh mắt của Ngọc cái điều mà anh chờ đợi rất là lâu, đó là tình cảm. Anh không biết
không có chắc chắn được là mình có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc cho em hay không nữa. Đột ngột quá thì em có thể nói chuyện anh ở dưới ghế được không? Tại vì em còn những điều muốn nói nữa. Được được, anh về chỗ. Dạ. À, sorry. Tại vì nhá, chàng trai của chúng ta thấy cô gái khóc, chắc chắn cái điều đầu tiên là anh ấy phải tới ôm trước cái đã. Đúng rồi. Em có điện thoại cho anh. Anh là người đầu tiên hiểu được em là người không phải một người mạnh mẽ, rất là tự lập và tự chủ. Anh nhìn được em như vậy, nhưng mà rất tiếc đó chỉ là một nửa con người của em thôi. Và người mà hiểu được em nhiều hơn thì cho em phép gọi nhé. Em không có kinh nghiệm nhiều trong tình yêu cho nên em không có xác định rõ là giữa thích và đang mến là như thế nào. Thực ra chương trình này quá ngắn để mà mình hiểu nhau. Nếu mà là tình yêu thật sự, tình cảm thật sự, người ta không hiểu nhau từ lúc đầu đâu. Tình yêu nó là cái quãng đường mình đi á, chứ không phải là mình đã biết hết tất cả rồi. Cảm ơn anh. Anh đừng buồn nhé. Bạn nữ đúng ngay cái mẫu người bạn gái mình thích thì em cũng có rung động với anh Điền một chút, cho nên Điền thấy mến, nhưng mà em cảm thấy thích người này rồi. Tôi nghe tiếng thoại. Alo. Chào anh. Em không biết mọi người ở đây như thế nào, nhưng mà đối với em có linh cảm là tiếng sét đầu tiên là em đã nhìn hướng anh. Anh đã nhìn thấy được em. Em cố tạo ra mạnh mẽ để có thể làm che đậy đi cái tâm hồn của mình. Thật sự em rất yếu đuối, không có mạnh mẽ như bên ngoài thể hiện. Giống như anh có chia sẻ lúc đầu á, thực sự anh là một người rất là sợ nước mắt con gái. Thế nên là khi mà anh thấy em khóc, thực sự anh không cầm được lòng. Rồi anh cảm thấy như mình đang có lỗi vậy á. Nên là anh hy vọng là những giọt nước mắt của em bây giờ nó không rơi nữa, mà những giọt nước mắt của em nó sẽ rơi khi mà em thực sự hạnh phúc. Và lời đầu tiên anh xin gửi đến Ngọc cái lời cảm ơn, đó là em đã chọn anh. Lúc nãy khi mà nhận được cái tin mà em gọi cho anh Điền thì lúc ấy anh hơi hụt hẫng một xíu, bởi vì thực sự là anh cũng đang rất là mong chờ tiếng chuông điện thoại của anh nó vang lên. Mà well, bây giờ anh được đứng đây rồi thì anh cảm thấy rất là vui cũng như rất là hạnh phúc với cái lựa chọn đó. Bởi vì anh là một người sống nội tâm, thế nên là khi có chuyện thường anh sẽ tự giải quyết và anh sẽ tự ngồi mình để anh gỡ những khúc mắc đó. Và anh có cảm nhận được cái nguồn năng lượng đó từ ánh mắt của em. Em là một cô gái yếu đuối, hay góc nhè hay là bánh bèo, em có thể thoải mái để thể hiện với anh. Anh sẵn sàng đón nhận điều đó. Lúc đầu em có xin lỗi anh Điền vì em gọi cho anh để em xem anh hả như thế nào, để em chia sẻ là tại sao em tới bây giờ em vẫn chưa có người yêu. Tại vì em thấy những người bạn xung quanh em chứng kiến được những cuộc cãi vã của bạn em, và em có một bạn rất là thân đến nỗi mà chỉ cần nhìn nhau là hiểu nhau. Bạn đó cũng yêu rap như em, quen một người, nhưng mà ở bên người đó người ta không dám nghe rap, chỉ nghe dòng nhạc của người kia thích. Và những lúc cãi vã thì bạn kia có chửi bạn này, rồi chửi luôn cả bạn bè xung quanh của bạn này, và đập cả điện thoại. Em sợ phải vào tình cảnh như vậy, cho nên em rất khó khăn trong tình yêu. Bình thường nó nhiều lắm, em cà rỡ lắm, nhưng mà bây giờ thì không biết sao nữa, thấy hơi khó thở. Không sao, ôm cái chuyện năng lượng ha. Anh ở đây sinh sống một mình hay là cả gia đình? Hiện tại thì anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh với bố mẹ của anh nữa. Anh mới vào đây gần một năm mà. À dạ. Em ở đây lâu chưa? Em ở đây 3 năm, nhưng mà em vào đây một mình. Lúc mà em vào đây á thì gia đình cấm cản, không có cho em theo nghề này. Nhưng mà em vào đây và sau 3 năm, lúc trước em rất là rất vui vẻ hoặc bát ngây thơ lắm. Không có như em trưởng thành như bây giờ. Có thể cho em hỏi một điều là anh ấy chương trình này vì tình yêu hay là vì tiền? Khi mà người yêu mình khóc thì Hải sẽ là người bên cạnh. Thì khi mà người kia gục ngã thì sẽ có người còn lại để đỡ lên. Ủa, ngậm như nào vậy? Khi mà xác định tiền tới tình yêu thì Hải
luôn luôn đặt một cái tiêu chí đó là chung thủy và mình sẽ luôn yêu hết lòng. Anh đến chương trình này vì tình yêu hay là vì tình? Anh đến với chương trình này là để tìm kiếm một tình yêu đích thực cho mình. Bởi vì như em hiểu cái công việc của mình, bình thường mình rất ít khi chia sẻ bố mẹ và anh cũng không muốn bố mẹ mình gánh thêm những cái áp lực của mình nữa. Anh cần một người bên cạnh để mà có thể chia sẻ, để có thể lắng nghe những cái tâm tư tình cảm của anh hàng ngày. Đó là lý do tại sao anh có mặt ở đây. Vậy là anh đến đây vì tình cảm? Ừ, đúng rồi, anh đến đây vì tình cảm. Vậy là chương trình của chúng tôi, Tần số tình yêu hôm nay đã kết nối được hai tần số lại với nhau thành một trái tim. Chúc mừng hai bạn. Trời, bắt tay đấy chứ. Nãy giờ tôi cứ hồi hộp không à. Tôi cứ sợ không phải happy ending. Tôi mừng quá và ngày hôm nay chúng ta đã có một cặp đôi rất là dễ thương ở tần số tình yêu. Hải không phải là người không yêu. Vậy thì theo Ngọc, Ngọc đoán xem ai là người không yêu? Anh chọn anh đi. Hôm nay mình đến với chương trình tần số tình yêu là bởi vì một mục đích duy nhất. Đó chính là... Ai đây? Một trong bốn người ai đây? Xin mời người đến đây mà không phải vì tình yêu thì mình đứng lên nhé. Một, hai, ba. Tìm kiếm được tình yêu đích thực của đời mình. Tiền thưởng. Trời ơi, hay ta. Vậy? Thấy chưa, thì lúc nào cũng nói là trực giác phụ nữ rất lợi hại. Hồi nãy anh ấy chạy lên anh mừng quá là tôi được 20 triệu rồi. Tôi sắp có tiền vô rồi. Cảm ơn Điền rất là nhiều. Cảm ơn Điền. Tiếc là người ta thành đôi với nhau rồi và không được giải thưởng đâu nha. Rồi, Điền ơi, vậy thì cảm xúc của bạn như thế nào bây giờ? Đầu tiên thì em chúc mừng cho hai bạn. Cái lý do em đến đây vì giải thưởng đó là hiện tại em đang cần cái thời gian để tập trung cho công việc chứ không phải dành cho tình cảm. Dù sao thì em cũng chúc mừng cho Ngọc đã tìm được một cái người mà hợp ý của mình. Cảm ơn Điền rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì sẽ là món quà của chương trình dành tặng cho hai bạn. Đây. Và đây. Rồi, cả hai ghép lại nha. Đó. Đó. Xin được cảm ơn cảm xúc của bốn bạn khách mời chúng ta ngày hôm nay. Cũng như là chúc mừng cho Ngọc đã tìm được một nửa của mình. Và sau này hai bạn cũng sẽ có thêm thời gian để tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Rất đẹp đôi, thật sự rất đẹp đôi. Dạ. Và chúc cho hai bạn sẽ gặp được nhiều may mắn cũng như là hạnh phúc trong tình yêu nha. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Tần số tình yêu. Và quý vị hãy nhớ đón xem chúng tôi sẽ có những cặp đôi như thế nào, các bạn ấy có hạnh phúc hay không. Và chương trình Tần số tình yêu sẽ được phát sóng vào lúc 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Tần số tình yêu do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Bây giờ xin được tạm kết thúc và hẹn gặp lại vào tuần sau. Xin chào. Anh kiếm cớ để trà trộn vào team anh. Anh tiếp xúc rất là nhiều cô gái nhưng mà tại sao đến giờ này anh vẫn còn độc thân? Thôi vậy thôi, dắt nhau về lẹ đi chứ còn nói gì nữa giờ. Em là sống thiên về cảm xúc, lúc yêu là em cứ yêu hết mình thôi. Không phải là lấp đầy nữa mà là chia sẻ cảm xúc cho nhau. Em bị cắm sừng ấy, cho nên là đối với em khó mà tin tưởng lại một lần nữa.